lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời. Thế Chung Thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời. Thế Chung Thủy, yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó, chúng con không rời. Hiền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thể trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới, chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tức ngày 21 tháng 12 năm 2019, là ngày lần tháng tốt toàn thể nghệ tín chủ quan viên hai họ nghệ tín chủ Trần Văn Đồng, Trình Kim Cúc, Hiền Trụ 14, Nguyễn Văn Công, phường Ba, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Tịnh Vũ, Lê Văn Mì, Đào Thị Vân, Hiền Trụ 44/38/158 đường Nơ Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một gia chí thành sắm sửa hương đăng hoa quả, phùng Phật thịnh tăng cung nghệ vũ chùa Bát Nhã, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thiệt lễ cầu an hằng thuần kết nghĩa vợ chồng, đôi tân lang tân hương Phật tử Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trị Phúc Lê Thị Diệm, pháp danh Đức Huệ Hạnh. Hương nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quang giang đạo tràng chứng minh gia hộ, giới hương định hương dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đại biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tạng. Phật thanh thanh tịnh tờ lưu ly, Phật diện gió như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sự bất từ bi, nhưng tâm thanh lệ. Nam mô tịnh thập phương biện pháp giới, quá hiền vị lai, tam thể nhất thiết chư Phật.
Nhưng tâm đảnh lễ ai Nam Mô Tịnh Thập Phương Biện Pháp Giới Qua Hiền Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Tôn Pháp. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Thập Phương Biện Pháp Giới Qua Hiền Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy Trụ Trì Chùa Bát Nhã, kính bạch toàn thể chư tăng và kính thưa quý vị Phật tử và gia đình hai họ của đôi tăng lang tăng nương Trần Anh Tuấn pháp danh Đức Trí Phúc và Lê Thị Diễm pháp danh Đức Huệ Hạnh. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2019. Toàn thể chúng ta có mặt tại Đại Hùng Bửu Điện của Chùa Bát Nhã tại địa chỉ 550 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh để làm lễ hằng thuận tác duyên nên vợ chồng cho đôi bạn trẻ là Phật tử Trần Anh Tuấn pháp danh Đức Trí Phúc, là con của ông bà Trần Văn Đồng và Trịnh Thị Cúc tại địa chỉ số 14 Nguyễn Văn Công, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tác duyên với lại Phật tử Lê Thị Diễm pháp danh Đức Huệ Hạnh, con của ông bà, gia đình Phật tử Lê Văn Mì pháp danh Đức Trí Hải và bà Đào Thị Vân pháp danh Nhuận Huệ Tường tại địa chỉ số 445 trên 38 trên 15B Nơ Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng minh buổi lễ hôm nay có Đại Đức trụ trì chùa Bát Nhã Đại Đức Thích Nhuận Từ cùng quý thầy lớn như thầy Thích Trung Tú đến từ chùa Phật Ân ở Long Thành, Đồng Nai, thầy Huệ Giác, thầy Nhuận Định, thầy Nhuận Tín, sư chú Thích Đức Phước, sư chú Thích Đức Hiếu, chứng minh cho cái buổi lễ hằng thuận của hai Phật tử hôm nay. Và ngồi gia đình ba mẹ của cô dâu, ba mẹ của chú rể, còn có bạn bè thân bằng quyến thuộc và Phật tử đi chùa với lại cô Nhuận Huệ Tường. Thưa quý vị, hôm nay trong cái không khí tôn giáo, chúng ta tổ chức một cái lễ đám cưới ở trong nhà Phật gọi là lễ hằng thuận. Và ở ngoài thế gian gọi là đám cưới, nhà gái thì gọi là vu quy, còn nhà trai thì gọi là tân hôn, thành hôn. Và cái văn hóa đặc sắc nhất của người Việt đó là văn hóa lúa nước. Từ ngàn xưa, các đôi trai thanh niên, thanh tú, nữ tú, thanh niên để thể hiện tình cảm với nhau qua cái việc đồng áng, cái việc đi làm ở ngoài đồng ngoài ruộng. Thì ở trong câu ca còn để lại cho đến ngày hôm nay mà các mẹ, các chị thường hát ru như ở hôm qua tác nước đầu đình bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em có được thì cho anh xin lại, hay là em để làm tinh trong nhà, áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già thì chưa khâu, áo anh sức chỉ đã lâu, mai mốt anh mượn cô ấy cô khâu lại giùm, khâu rồi anh sẽ đáp công, đáp em một thủng xôi vò,
một con lợn béo một vò rượu trong. Đáp em, đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi tầm em đeo. Đáp em, quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới, và đều bùng cao. Ngày xưa, các nam thanh nữ tú thường tỏ tình với nhau qua cái việc ruộng đồng áng còn lại ở những câu hát ru của người mẹ, người chị. Và có thể hôm nay tình cảm có thể nảy sinh bằng cái không rep inbox, hoặc là không rep Zalo, hay là không rep Facebook, thì cũng có thể nảy sinh tình cảm. Và hôm nay Phật tử Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc, và Trần Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh, đã nảy sinh tình cảm từ lâu rồi, nhưng hôm nay đã chín mùi. Và cái dấu ấn ngày hôm nay bằng một cái lễ hằng thuận, và chúng con xin cùng thỉnh thầy trụ trì tác lễ tác hợp cho hai bạn nên duyên vợ chồng. Xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa gia đình đàn trai ông Trần Văn Đồng và Trình Kim Cúc, bên đàn gái ông Lê Văn Mì và bà Đào Thị Vân, cùng toàn thể quan viên hai họ, thân bằng quyến thuộc, quý nam nữ Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chiều hôm nay. Kính thưa thiệt quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2019, toàn thể quý vị trong quan viên hai họ đã về đây để cùng chư tăng làm lễ cầu an và lễ hằng thuận cho đôi uyên ương Phật tử Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc, Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh. Đôi tân lang tân nương thân mến, vào giờ này, trước khi hai con đức đối trước Tam Bảo phát lời thề nguyện cũng như trao nhận cưới cho nhau, thầy xin đại diện cho chư tăng để nói lên ý nghĩa của lễ hằng thuận cũng như ý nghĩa của việc trao nhận. Đôi tân lang tân nương thân mến, hai con là những Phật tử trẻ đã đến với đạo Phật, có pháp danh là Đức Trí Phúc và pháp danh là Đức Huệ Hạnh. Hai cái pháp danh này kết hợp lại, một bên là tên Hạnh, bên là tên Phúc, kết hợp lại là Hạnh Phúc. Hai con cũng biết tất cả chúng ta trong cuộc đời này ai cũng mong cầu được hạnh phúc, và hai con cũng vậy. Trong thời gian, trong lúc thầy làm lễ quy y, thầy đã hướng dẫn cặn kẽ ý nghĩa lễ quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi hướng dẫn quý vị những điều căn bản, năm điều căn bản mà Đức Phật hướng dẫn cho người con Phật mang đến hạnh phúc, an vui. Đó là năm cái nền đạo đức căn bản cho người Phật tử tại gia. Đó là không sát sân, không trộm cắp, không tà hành ngoại tình, không nói dối và không uống rượu. Năm điều căn bản này, nếu hai con thực hành, thực tập một cách nghiêm túc, thì chắc chắn hai con sẽ được hạnh phúc an vui. Đôi tân lang tân nương thân mến, ngoài những lời căn bản của Đức Phật dạy về năm nền tảng đạo đức, Đức Phật còn nhấn mạnh điều quan trọng, đó là quan điểm, nhận thức, tư duy và thái độ sống của chúng ta rất là quan trọng. Nếu cái quan niệm cũng như nhận thức, tư duy của chúng ta đúng đắn,
có thái độ tích cực đối với cái thực tại cuộc sống, thì cuộc sống đó sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Còn ngược lại, nếu những quan niệm, những cái tư duy, những nhận thức sai lạc, hoặc là những cái thái độ thiếu tích cực, hay là gọi là thái độ tích cực, tiêu cực, thì dẫn đến cho chúng ta không được hạnh phúc an vui. Cũng vậy, hai con cũng biết, khi chúng ta mang cho mình một đôi kính màu hồng, màu trắng, thì chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn thế giới sẽ là màu hồng, màu trắng. Và còn ngược lại, khi chúng ta đeo cho mình một cặp kính đen, màu tối, thì chúng ta sẽ nhìn thực tại cuộc đời này với cái lăng kính đen tối. Do đó, hai con phải biết quan niệm như thế nào, tư duy như thế nào cho chín chắn, có những thái độ tích cực như thế nào để chúng ta nhìn cuộc đời cho được lạc quan, được hạnh phúc an vui. Còn ngược lại, chúng ta có những quan niệm sai lệch, có những tư duy thiếu chín chắn, có những thái độ không có tích cực, thì cuộc đời chúng ta sẽ bi quan, yếm thế. Và từ đó, những cái việc chúng ta sẽ được không được hanh thông, không được chúng ta, công việc chúng ta sẽ bị bế tắc. Là các con cũng đã biết, Đại Thi Hào Nguyện Du có nói: cận nào cận chẳng đeo sầu, người buồn cận có vui đâu bao giờ. Khi chúng ta buồn thì chúng ta nhìn cảnh vật xung quanh rất là thê thảm, rất là ảm đạm. Khi chúng ta tươi vui, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta tươi tắn, thì chúng ta nhìn cảnh vật xung quanh thật là an vui, thật là hạnh phúc. Do đó, hai con phải cố gắng tạo năng lượng cho nhau, tạo hạnh phúc cho nhau, để cho cuộc sống của hai con được đầm ấm, được hạnh phúc mãi mãi. Rồi tân làng, tân nương thân mến, trong cuộc sống các con cũng hiểu rằng chắc chắn sẽ có những điều thần duyên và nghịch duyên. Thần duyên tức là những cái điều chúng ta cảm thấy hài lòng, những điều chúng ta cho là hoàn hảo. Và ngược lại, nghịch duyên là những cái điều mà chúng ta thấy là trái ý, nghịch lòng, chúng ta không thỏa mãn, cho là bất như ý, hay là chưa được hoàn hảo. Mà chúng con biết rằng trong thực tế, những cái thần duyên và nghịch duyên, những cái hoàn hảo và chưa hoàn hảo, đó là trạng thái của cuộc sống, là hai mặt của cuộc đời. Do đó, nó cũng như chúng ta thấy những mặt biển, có những lúc nó rất là phẳng lặng, trong xanh, nhưng bên cạnh đó có những lúc nó sẽ gào dậy sóng. Cũng như bầu trời, khi chúng ta thấy có những lúc rất là trong xanh, nắng ấm, nhưng mà có những lúc sấm sét, mưa gió bão bùng. Do đó, với tinh thần lạc quan của người con Phật, với những cái tư duy và nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực, thì những cái thuần duyên, những cái nghịch duyên, những cái hoàn hảo hay là chưa hoàn hảo, như ý hoặc là bất như ý, cũng không gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai con. Đó cũng có nghĩa là hằng thuận, có nghĩa hằng, có nghĩa là thường hằng, là luôn luôn, mãi mãi. Thuận đây là hòa thuận, an vui, hạnh phúc. Khi chúng ta có những tư duy đúng đắn, có nhận thức đúng đắn, có những quan niệm tích cực, tinh thần lạc quan, thì dù có những cái nghịch cảnh trái ý, thì hạnh phúc của hai con vẫn bền vững lâu dài. Đôi tân lang, tân nương thương mến,
hai con đã có duyên với nhau, đã đến với nhau một cách tự nguyện. Do đó hai con cũng hiểu nhân vô thập toàn. Người vợ yêu dấu thì cũng có bên cạnh những cái hoàn hảo thì chắc chắn có những cái chưa hoàn hảo. Và người chồng thương mến thì bên cạnh những còn hảo cũng có những cái chưa hoàn hảo. Do đó nếu hai con với tinh thần học Phật biết chấp nhận những cái hoàn hảo và chưa hoàn hảo của nhau, nếu được như vậy thì cuộc sống của hai con sẽ được luôn luôn hạnh phúc dài lâu. Hai con cứ nhớ cái điều này. Điều này chính là cái chìa khóa đưa đến cho chúng, cho hai con được hạnh phúc mãi mãi dài lâu. Thưa tôi tân lang tân nương thương mến, cùng toàn thể quan viên hai họ, quý Phật tử hiện diện, sau khi thầy hướng dẫn cái ý nghĩa của hai chữ hằng thuần rồi, tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho đôi tân lang tân nương hiểu về ý nghĩa của việc treo nhẫn. Đôi tân lang tân nương thương mến, tình yêu của hai con được thể hiện qua việc trao nhẫn cho nhau. Và hai con sẽ trao nhẫn cưới cho nhau với mong muốn rằng tình yêu thương của hai con sẽ bền lâu. Do đó, cái chiếc nhẫn này được làm bằng kim loại quý. Cái màu của nó sẽ không bao giờ phai và tính chất của nó sẽ không bao giờ thay đổi. Trong đạo Phật, cái nhẫn này còn có nghĩa là nhẫn nhịn, có nghĩa là bao dung tha thứ, biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Do đó, khi đôi tân lang tân nương hai con trao nhẫn cho nhau với ý nghĩa cao cả rằng anh rất yêu em, anh tin tưởng ở em, anh rất cần sự lắng nghe và thấu hiểu ở em, và hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Đáp lại tình yêu thương đó, khi tân nương trao nhẫn cưới cho tân lang với ý nghĩa cao cả rằng em cũng yêu anh, em cũng tin tưởng ở anh, em rất cần sự lắng nghe, sự thấu hiểu của anh, và hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em. Với ý nghĩa cao cả này, việc trao nhẫn chân thành này sẽ tạo cho hai con một dấu ấn suốt cuộc đời. Khi chúng hai con nhìn những cái đôi nhẫn của nhau thì chúng con biết giữ hạnh phúc cho nhau được trọn vẹn cuộc đời. Đôi tân lang tân nương thân thương mến, điều quan trọng hơn nữa, khi hai con đã trở thành vợ thành chồng rồi, hai con phải biết thể hiện sự tương kính, tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng, đặc biệt là phải biết ơn lẫn nhau, chăm sóc cho nhau. Bởi vì hạnh phúc của hai con chính là hạnh phúc của ông bà, cha mẹ, họ hàng hai bên. Và tương lai hơn nữa, tương lai gần, là hạnh phúc của hai con chính là món quà cho những đứa con, những đứa cháu của hai con. Do đó, hạnh phúc của hai con rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Ngoài ra, hai con cũng phải biết thương yêu, kính trọng và quan tâm bên gia đình nội, bên gia đình bên ngoài. Đôi tân lang, tân nương thương mến, hai con phải phân biệt được rằng những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm nào mang lại hạnh phúc, và những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm nào đưa đến sự bất hòa, mất hạnh phúc. Và chắc chắn rằng những cái lời nói, những suy nghĩ, những việc làm mang tính vị tha, không hẹp hòi, không ích kỷ, phải biết lắng nghe, không giận hờn, không lý luận, không tự ái, thì những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động đó sẽ mang lại hạnh phúc cho hai con. Và ngược lại, những suy nghĩ, những việc làm hay những lời nói mang tính ích kỷ, hẹp hòi, tự ái, giận hờn, trách móc, lý luận hơn thua, thiếu sự lắng nghe, thì những cái suy nghĩ,
những cái lời nói, những cái hành động đó sẽ gây cho sự bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc của hai con. Do đó hai con phải luôn luôn ý thức được rằng những cái hành động, những suy nghĩ, những việc nói, việc làm nào đó mà gây giúp cho hai con được hạnh phúc thì hai con cố gắng mà thực hành cho thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Rồi tân lang tân nương thương mến, chúng con biết rằng cuộc sống hai con rồi đây sẽ chung sống với nhau, chắc chắn rằng không sao tránh khỏi những cái va chạm, những cái bất hòa hay là những cái bất đồng ý kiến. Những lúc như vậy hai con phải biết nhường nhìn lẫn nhau, phải ngồi lại biết lắng nghe nhau, giải bày cho nhau bằng những cái ngôn ngữ hòa ái. Nếu được như vậy thì chắc chắn hai con sẽ hạnh phúc, sẽ vượt qua những cái khó khăn chướng ngại, trái ý nghịch lòng và hạnh phúc mãi mãi. Trước khi dứt lời, thầy thay mặt cho chư đại chức tăng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hai con luôn luôn được hạnh phúc, phong ân hào quang của chư Phật. Đó là người chồng tốt, là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo của gia đình, người công dân tốt của xã hội và người Phật tử thuần thành trong đạo pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thầy trụ trì, chủ trì buổi lễ đã nói về lễ hằng thuận và ý nghĩa của chiếc nhẫn để cho Phật tử Trần Anh Tuấn, pháp danh Đấng Trí Phúc, đeo vào cho Phật tử Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh, và cũng là cái nhẫn để Phật tử Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh, đeo vào tay của Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc, là vợ chồng của mình. Và hai Phật tử đã nghe rõ cái ý nghĩa của hằng thuận và ý nghĩa của chiếc nhẫn vào giờ này, giờ phút linh thiêng này. Mời hai Phật tử quỳ lên, quỳ lên và phát nguyện chúng thành vợ thành chồng. Xin mời Phật tử Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Hư Hạnh, nói lên lời phát nguyện của mình trước người chồng của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy chứng minh, sau khi lắng nghe lời dạy bảo của thầy làm lễ cho chúng con trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Đức Phật và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh, xin được giới thiệu anh Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc, sẽ là chồng của con. Cúi xin Đức Phật chứng minh cho chúng con kể từ nay được nên duyên vợ chồng. Khi đã thành vợ chồng rồi, con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức căn bản, làm người Phật tử chân chính, chọn nòng chung thủy với vợ, chọn nòng chung thủy với chồng, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc, an vui, và nguyện thực hiện năm bổn phận của người vợ được Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. 1. Kính yêu, hòa thuận với chồng và gia đình chồng, cư xử lịch sự nhã nhặn. 2. Khi chồng đi vắng, lo việc nhà và hết mực chung thủy với chồng. 3. Giữ tiết hạnh và không bao giờ ngoại tình. 4. Có của ngon vật lạ, không dùng riêng cho mình. Khi chồng nóng giận, không được lớn tiếng cãi vã làm mất hòa thuận, mà đợi khi chồng bình tĩnh lại mới dùng lời lẽ để khuyên bảo. Ngược lại, khi chồng khuyên giải đúng thì phải vâng theo. 5. Xem tài sản trong gia đình là của chung, có trách nhiệm quán xuyến mọi việc trong nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau đây là lời phát nguyện của Phật tử Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy chứng minh, sau khi lắng nghe lời dạy bảo của thầy làm lễ cho chúng con trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Đức Phật và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên Trần Anh Tuấn, pháp danh Đức Trí Phúc, xin được giới thiệu em Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Huệ Hạnh, sẽ là vợ của con. Cúi xin Đức Phật chứng minh cho chúng con kể từ nay được nên duyên vợ chồng. Khi đã thành vợ chồng rồi, con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức căn bản,
làm người Phật tử chân chánh, trọn lòng chung thủy với vợ, tôn trọng, lắng nghe chia sẻ để cùng nhau xây dựng gia đình luôn hạnh phúc, an vui, và nguyện thực hiện năm bổn phận của người chồng được Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh. 1. Luôn tôn trọng và đối đãi tử tế với vợ cũng như gia đình bên vợ. 2. Việc ăn mặc đơn giản để không phiền khổ cho vợ. 3. Sắm những đồ dùng cần thiết cho vợ như quần áo, trang sức, không hẹp hòi tính toán với vợ của mình. 4. Một lòng chung thủy với vợ, không ngoại tình. 5. Tin tưởng vợ, giao phó tài sản và công việc nhà cho vợ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi đôi tân lang tân nương hiểu về ý nghĩa của cái lễ hằng thuận, tức là hai anh chị thành vợ thành chồng với nhau, và hai bạn trước sự chứng minh của Đức Phật và quý thầy, hai bạn đã phát nguyện trước Đức Phật và toàn thể đại chúng hôm nay. Với sự thành khẩn như vậy, chúng con xin cùng thỉnh thầy trụ trì chứng minh cho hai vợ chồng anh Trần Anh Tuấn và chị Lê Thị Diễm ký vào cái giấy chứng nhận hằng thuận tại chùa Bát Nhã. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Và như vậy là hai bạn đã ký vào cái bản giao ước trọn đời thành vợ thành chồng, sống chung với nhau. Và mời hai bạn quỳ lên một cách thành khẩn để thầy chủ trì buổi lễ hằng thuận hôm nay, giúp quý vị trao nhẫn. Cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắp gieo nhân lành. Cho con hân hoan, cho con ca vang, khúc ca hạnh phúc thỏa ban chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con, xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Thầy trụ trì trao giấy chứng nhận và cũng như tặng quà chúc mừng hai bạn đã nên vợ chồng trong buổi lễ hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Vừa buổi lễ đến đây thì dưới sự chứng kiến của bà con hai họ, ba mẹ hai bên, thì quý vị biết rằng là ai nên vợ nên chồng cũng có con có cái, và con còn nhỏ thì chúng ta nuôi con không lớn, và khi con không lớn rồi thì chúng ta dựng vợ gả chồng. Và hơn bao giờ hết, cái lễ đám cưới là cái lễ quan trọng nhất trong một đời người. Và ba mẹ, quan viên hai họ, hai bên nội ngoại đã chứng kiến con của mình, cháu của mình đã nên vợ, nên chồng, cũng là một cái hạnh phúc lớn của người làm cha, làm mẹ. Được sự chứng kiến của bạn bè, người thân và Phật tử
cùng đạo. Và lễ cưới đến đây đã sắp thành tựu viên mãn rồi. Xin mời chú Lê Văn My, pháp danh Đức Trí Hải, đại diện cho ba mẹ của cô dâu chú rể, nói lên lời cảm ơn mọi người hôm nay. Xin mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy chủ trì cùng quý thầy. Kính thưa bà con cô bác, bạn bè thân hữu của hai họ, hai gia đình. Kính thưa quý vị, có hạnh phúc nào hơn trong cuộc đời làm cha mẹ khi nhìn thấy con mình ngoan hiền, hiếu thuận và tương lai gia nghiệp ổn định, hạnh phúc. Nuôi con từ lúc mới nọt lòng đến khi khôn lớn, dựng vợ gả chồng, xây dựng gia thất là cả một chuỗi thời gian chất chiêu, giáo dưỡng, mong ước và đợi chờ. Và rồi niềm vui lớn nhất trong cuộc đời lại đến ngày vui của những đứa con thơ đang tập bước vào đời. Lòng cha mẹ vui mừng khôn xiết và cũng lo lắng khôn nguôi, vì từ đây các con phải tự gánh vác sự nghiệp của mình, tự bảo vệ vun trồng hạnh phúc. Đường đi phía trước còn dài, nhiều chông gai thử thách. Cha mẹ bên nào cũng thế, luôn mong hai con lấy tình yêu thương liêng thủy chung mà hai con đã hẹn thề để rồi tha thứ, bao dung, rộng mở với nhau khi lỡ lầm. Hôm nay trong ngày vui trọng đại này, được sự nhất trí của hai gia đình cha mẹ, được sự chấp thuận của đại đức chủ trì chùa Bát Nhã, lễ hàng thuận được cử hành long trọng để cầu mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ, gia độ chỉ cho cuộc sống hạnh phúc gia đình các con được trăm năm răng long đầu bạc. Giờ đây buổi lễ được thập phần viên mãn, với lòng thành tri ân vô hạn, chúng con không biết nói gì hơn hết. Chúng con xin đảnh lễ tri ân quý thầy đã quang lâm chứng minh, chúc phúc và cử hành nghi lễ hàng thuận cho hai con của chúng con. Cầu nguyện quý thầy được nhiều sức khỏe, luôn soi đường dẫn lối cho hàng đệ tử chúng con. Xin cảm ơn bà con hai họ, bạn bè thân hữu đã đến tham dự chúc mừng trong lễ hàng thuận hôm nay. Cầu chúc tất cả quý vị thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Trong lúc diễn ra buổi lễ cung nghỉnh đón tiếp có điều gì thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn thiền đức và quý niệt vị lượng tình hỷ xả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa quý vị, trải qua hơn 90 phút buổi lễ hàng thuận của hai em Trần Anh Tuấn, danh Đức Trí Phúc, và Lê Thị Diễm, pháp danh Đức Hiệu Hạnh, đến đây đã thành tựu được viên mãn. Xin tri ân quý thầy đã từ bi hướng dẫn cho Phật tử được hiểu về cái lễ đám cưới trong đạo Phật. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự và chia vui cùng hai vợ chồng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phụng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tràn hòa tiếng ca lung linh ánh sáng Phật Đà, đôi tim chung nhịp tiên hoa đón ai
sáng loáng. Dâng hương lên Phật chứng minh, trọn đời